Bọn em có đọc được chữ này không? Chất lượng. Chất lượng. Chị nhấn mạnh lại chữ chất lượng này 3 lần nhá. Chúng ta cần những bài viết có chất lượng, chứ không phải những bài viết úi sùi đưa lên cho nó có. Hiểu chưa? Dạ, báo cáo chị là anh em ở trong phòng ấy thì cũng vất vả, nhưng vì là không có nhân sự, mà cộng tác viên bây giờ ấy, họ toàn làm việc với những tạp chí lớn, họ có tha thiết gì tạp chí mình đâu. Em nghĩ là nó cũng khó. Vâng, bên mình duyệt bài thì đã khó nhá, lúc nào cũng đòi chất lượng cao mà thù lao thì ít. Ừ, cái này người ta gọi là tiền ít mà đòi. Dạ. Đây không phải là lúc đùa nhá. Chị cũng không muốn đứng đây nói dăm ba lời giáo điều đâu, nhưng mà vì trách nhiệm với phòng, chị vẫn phải làm. Dạ thưa chị, thế thì để em gọi điện cho mấy cái bạn cộng tác viên. Ừ, các bạn ấy bảo là đang đi du lịch. Em bỏ ngay cái cách làm việc ấy đi nhá. Tại sao chúng ta cứ phải đợi cộng tác viên đến mà không phải là chúng ta liên hệ với họ? Họ càng gửi bài sớm, chúng ta đọc bài sớm, có vấn đề gì sửa có phải tốt hơn không? Dạ em xin lỗi. Cứ làm việc theo kiểu này ấy, bảo làm sao mà chất lượng bài viết càng ngày càng kém. Em có ý kiến. Nói đi. Thực ra bài vở cũng mới nộp cho cô Như Ý, mà chị nói cũng đúng ấy. Có thể do bọn em chủ quan, nghĩ là thời gian còn nhiều, cho nên là có du di cho cộng tác viên. Chị nói với bọn em như thế này nhá, các em phải thay đổi cách thức làm việc đi. Sắp tới ra trang báo điện tử rồi, nếu mà tất cả bọn em không cố gắng ấy thì sẽ không theo kịp được đâu. Bây giờ ba đứa báo cáo cho chị. Bắt đầu từ chị.